Ngươi chính là Diệp gia Diệp Thiên. Một trận âm thanh chất vấn truyền ra. Trụ sở thôn hồn thiên ma nhất tộc ở bên này, toàn bộ ngẩng đầu nhìn lên trời. Thời không ma tử ra tay trước một bước, sức mạnh kinh khủng và đáng sợ của thời không chi lực được tung ra. Nhưng Diệp Thiên chỉ trỏ một ngón tay ra, thời không chi lực của hắn liền tan vào hư vô. Một cái trỏ ngón tay kia trực tiếp làm hư không sụp đổ. Thời khắc này, hắn rốt cục cũng nhận thức được sự kinh khủng của Diệp Thiên. Đợi đã, ta không có nhìn lầm chứ? Thiên kiêu trẻ tuổi kia vậy mà một chiêu đánh lui thợ săn cấm khu đứng thứ 9 trong hàng ngũ hắc ám. Chiến lược kinh khủng như vậy, cho dù là ở bên trong danh sách thập đại hắc ám, cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Quá kinh khủng, khó trách Dạ Lãnh thiếu chủ như con chó rách chạy về, hơn nữa còn trọng thương. Bây giờ xem ra, có thể sống sót trở về, đã là các cụ phải gánh còng lưng rồi. Dạ Lãnh, ngươi ở đó xem kịch đủ chưa? Thiếu chủ Diệp gia, chúng ta không thù không oán với ngươi, vì sao cứ bám lấy ta không tha? Chúa tể cấm khu đã từng ra lệnh cho chúng ta không đối địch với Diệp Thiên ngươi, nhưng ngươi lại 3 lần 7 lượt truy sát bọn ta. Ngươi cho rằng thiên kiêu cấm khu chúng ta dễ bắt nạt hay sao? Nếu như ta không có bối cảnh vô địch làm chỗ dựa, không có thực lực cường hãn bảo vệ bản thân, thì có lẽ đã là đối tượng đi săn của các ngươi rồi. Sinh mệnh cấm khu các ngươi đi săn thiên kiêu vạn giới, ngày sau đại tranh chi thế, liền không có người địch nổi các ngươi. Vị trí thiên mệnh kia liền có thể rơi vào trong tay hắc ám cấm khu cùng vực ngoại hỗn độn các ngươi rồi. Chỉ cần có Diệp Thiên ta ở đây, chỉ cần vạn cổ Diệp gia ta còn sừng sững ở bên trong chư thiên mênh mang, thì các ngươi sẽ vĩnh viễn bị ngăn ở hỗn độn ngoại vực. Diệp Thiên, chúng ta không muốn đối địch với ngươi, nhanh chóng thối lui đi. Coi như ngươi kẻ thế vô song, thiên tư tuyệt đại, nhưng chúng ta cũng là hàng ngũ siêu cấp trong cấm khu. Nếu liều mạng một phen, ngươi cũng phải trả một cái giá đắt. Nhiều lời vô ích, một là giết, hai cũng là giết. Các ngươi cùng lên đi, tránh lãng phí thời gian. Hắn khinh người quá đáng, thật sự coi chính mình vô địch không bằng. Chẳng. Đây chính là thực lực thực sự của thần đế chi tử sao? Thần đế chi tử, phản thể mà ngoại vực lan truyền đây sao? Em rằng hắn đã giấu giếm đi. Mà ngay lúc này, một chỗ bí ẩn trong hư vô, 3 vị hắc bào cường giả hai mặt nhìn nhau. Thần đế chi tử tự chui đầu vào lưới. Vương trưởng lão, lúc này không xuất thủ, khi nào xuất thủ? Không sai, lần này thần đế chi tử đi vào huyền thiên đại lục, còn có mấy người đi theo, nhưng đều là người trẻ tuổi thôi. Kẻ mạnh nhất cũng chỉ là tiểu cô nương vừa mới bước vào chân thần cảnh thôi. Hai vị, chẳng bằng mượn cơ hội này triệt để diệt trừ hậu họa. Từ chất thần đế chi tử như thế, giữ lại sớm muộn cũng thành đại họa. Đối với tương lai sinh mệnh cấm khu cùng vực ngoại hỗn độn ta, đều là vạn phần bất lợi. Vậy liền động thủ đi, chậm thì sinh biến, không để chần chừ nữa. Vì sinh mệnh cấm khu cùng vực ngoại hỗn độn đại kế, cho dù hy sinh chúng ta, Diệp gia nếu muốn trách tội, thì sao chứ, cùng lắm thì chết. Cũng ngay lúc này, có 2 vị cường giả xuất hiện, toàn thân tản ra thần vương khí tức. Đây là con cái nhà ai cũng dám gây rối ở huyền thiên đại lục chúng ta? Tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng, gây ra động tĩnh đúng là đủ lớn, hơn nữa còn là ở sinh mệnh cấm khu chi địa, thì tính sao? Huyền thiên đại lục là huyền thiên đại lục của chúng ta, bắt 3 con chó phúc này lại. Hộ vệ, lời nói vừa dứt, xung quanh hư không vỡ vụn, khí tức chỉ thuộc về thần tôn cường giả tràn ra. Trong lúc nhất thời, tự hồ là đã vượt ra khỏi thế giới hạn chế, tồn tại vốn không nên ở huyền thiên đại lục này. Một phương thế giới đều lâm vào run rẩy, không chịu nổi thần uy như thế. Nguy rồi, đà trùng khối xác rồi, đang muốn chạy trốn, một vị thần tôn cường giả dọa người xuất thủ, trực tiếp đem 2 vị thần vương nắm trong tay. Một vị thần tôn khác xuất thủ, một quyền phá vỡ không gian, đem 3 người bóp vào lòng bàn tay, mà hết thảy chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tiền bối, chúng ta biết sai rồi, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, tha mạng cho ta, chỉ là nơi đây động tĩnh quá lớn, không biết là có loại nhân vật tuyệt thế gì chiến đấu ở đây, nên mới đến xem thử, muốn ngăn cản đại chiến, không ngờ chọc giận tới thiên uy. Thiếu chủ, nên xử trí thế nào? Vốn không ác ý, thả đi. Thiếu chủ, vậy 3 người này, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi. Đúng đúng đúng, 3 người chúng ta đều là thôn hồn thiên ma nhất tộc, là đỉnh tiêm chiến lực ở nơi này. Ngoại bộ xảy ra ác chiến, chúng ta chỉ là ra hóng hớt một chút, thuận tiện chiêm ngưỡng phong thái bố đời của thiếu chủ thôi. Chẳng lẽ thần vương cấm khu đều là mặt hàng này sao? Vì mạng chó của mình, liền ngạo khí thuộc về thần vương cũng có thể ném đi. Mặt mũi đâu? Tôn nghiêm cường giả đâu? Xử đi. Vị thần tôn hộ vệ kia hiểu ý, một tay nắm chặt, 2 bàn tay khổng lồ có xen lẫn vô cùng đại đạo pháp tắc, cũng theo đó nắm chặt, năng lượng cường hãn phát ra, 3 vị hắc bào thần vương liền trong nháy mắt tiêu tán ở giữa thiên địa. Xin ngờ quên mất, Diệp Thiên nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Chỉ cần thả ta rời đi, chúng ta liền có thể lập đại đạo lời thề, ngày sau tuyệt đối không đối địch với ngươi. Không chỉ là 2 người các ngươi, cái gọi là cấm khu thợ săn kia, hàng ngũ thập đại hắc ám, ngày sau ta gặp một tên giết một tên, giết 2 vị trước, vậy liền chỉ còn lại 8 vị, sớm muộn cũng sẽ xử lý, ngày sau các ngươi sẽ gặp nhau ở địa ngục. Theo 2 vị hàng ngũ hắc ám chết đi, 2 cỗ thi thể bị phân giải thành hạt năng lượng, bị nhục thân của Diệp Thiên hấp thụ. Đây chính là đặc tính của hỗn độn thể sao? Không hổ là đệ nhất thể chất vô hạn thế giới, kỳ thực xứng danh đệ nhất thể chất, không gì có thể so. Thôn hồn thiên ma nhất tộc ở huyền thiên đại lục này, hủy diệt đi, chư thiên vạn giới hắc ám cuối cùng sẽ bị quét sạch. Mà đây chẳng qua là trận chiến đầu tiên thôi,
cần tuân thiếu chủ chi mệnh.